Xin chào anh em, chào mừng anh em trở lại với kênh sáng tạo. Hôm nay mình sẽ tiến hành khui cho anh em xem cái tay cầm chống rung có 3 chức năng mà mình đặt trên Shopee với cái giá là tổng thanh toán là 420.000. Giá thì giá niêm yết và được bao ship nhé. Vì là mình chọn những cái mã giảm giá của nó, chọn những mã giảm giá của nó trên cái hệ thống gửi hàng của Shopee thì nó gần như là bao ship, phí không đồng. Đây nhá, nguyên tem đây nhá, vâng nhá, nguyên tem dán. Bây giờ mình sẽ khui ra, mình sẽ khui bên này. Theo nhà bán hàng quảng cáo thì cái tay cầm chống rung này nó có 3 chức năng. Đây, ở trong này nó có một cái hộp nữa này, một cái hộp nữa. Đây được xốp nó bọc cái giấy bóng chống sốc nhé, khá là cẩn thận. Đây, khui cho anh em xem đây. Nó cũng khá là nặng đấy anh em nhé. Hộp rất đẹp. Hộp rất đẹp. Đây, cái mã của nó là L08 gimbal. L08. Đây. Nó có hai màu đen và trắng, như ở đây mình đặt màu đen. Đây, nó có thể kéo dài ra này, anh em nhìn này, có thể kéo dài ra. Tiêu chuẩn là 86 cm. Đây, nó vẫn còn nguyên siêu đây nhé. Đây, nguyên siêu đây, bây giờ mình sẽ cắt ra. Nghĩa là cái này nó chưa bị khui ra, nó gọi là hàng mới. Cắt ra cho anh em xem, đánh giá luôn cho anh em xem. Ở trong một cái thương hiệu. Đây, đây là cái sản phẩm của nó đây. Đây, anh em nhìn đây, đây là sản phẩm của nó đây nhé. Đó, còn khi mà chúng ta muốn sử dụng cái chức năng chụp ảnh selfie nhé, thì trên cái điện thoại mà chúng ta chụp ảnh các bạn phải kết nối Bluetooth nhé. Ví dụ như là đây là cái điện thoại iPhone này, thì mình bật Bluetooth lên này. Trước tiên là chúng ta bật cái nút ở đây cho nó sáng như này nhé, nó đang nhấp nháy này. Rồi chúng ta cái nút đây này, rồi chúng ta bấm cài đặt này, chúng ta bấm ở đây là bấm Bluetooth nhá, xong chúng ta vào bật Bluetooth lên để cho nó tìm kiếm cái gậy của chúng ta. Này, đây cái gimbal selfie này, chúng ta ấn vào đấy để kết nối ghép đôi nhá. Đã kết nối này, đã kết nối với cái gimbal này. Bây giờ mình sẽ test cái chức năng chụp ảnh nhá, test cái chức năng chụp ảnh selfie này. Đây, ở đây mình sẽ bật cái camera phần trước này, mình thử chụp cho mình cho nào. Ôi, tóc bối rối quá. Ấn nhá. Ấn này, thế này. Đấy, các bạn thấy chưa? Hoặc là chúng ta chụp ảnh, ví dụ mình ở đây mình chụp ảnh cái chỗ này, vị trí này chẳng hạn nhá. Rồi ấn này. Đấy. Nhạy không? Bấm nhẹ cái là nó nhạy thôi. Mình thử chức năng quay phim này. Đấy, nó quay phim luôn này, anh em này. Đấy, nó quay phim luôn. Ấn nó tắt này. Đấy, nó rất là nhạy luôn. Đây cái nút này này. Khi mà nó kết nối vào Bluetooth được rồi. Chụp ảnh này, chỗ này. Đấy. Anh em thấy chưa? Quá ok luôn. Phụ kiện nó có một cái dây sạc để nó sạc vào cái phần chống rung này. Thì nó có cái lỗ đây, lỗ này chúng ta có thể lấy bất cả cái dây sạc Samsung nào đều vừa. Thì nhà sản xuất họ cung cấp cho ta cái dây, còn cái cổ thì chúng ta về cắm vào cái cổ điện thoại, sạc điện thoại của chúng ta ở nhà nhé. Thì đầu tiên thì mình sẽ bật cái gậy này lên. Đó. Thì mình test cái chức năng chống rung trước. Thì để test cái chức năng chống rung thì trước tiên là chúng ta sẽ để ý là cái cục phía trên này gần như là có một cái motor nhé. Có một cái motor ở đây này. Thì chúng ta sẽ bật cái nút này lên. Đây, ở đây nó có cái nút nguồn này, chúng ta bật lên. Chúng ta dí một tí, nó bật lên. Đấy, nghiễm nhiên là nó sẽ định vị ở một cái vị trí nhất định. Lần ra nhé. Đó. Thì chúng ta test cái chức năng chống rung, các bạn nhìn này, đây dọc này. Đó. Các bạn thấy chức năng chống rung của nó ok không? Ngửa lên một chút khá tốt đấy. Hoặc chúng ta có thể quay ngang này. Quay ngang này. Thì mình quay ngang quay dọc thì cái điện thoại nó vẫn đứng im này, các bạn nhìn chưa? Cái điện thoại nó vẫn đứng im này. Cái chân chúng ta quay, điện thoại nó không bị quay theo.
Đó là cái chức năng chống rung của điện thoại, khá là tốt. Đó, chúng ta có thể dùng chiều nào cũng được, như thế này cũng được, và chúng ta có thể lộn ngược. Đó, đều chống rung khá tốt. Đây, quay ngang, lộn ngược, góc 90 độ nhé anh em nhé. Đó, đây là chức năng chống rung nhé. Ngoài ra nó còn có chức năng làm cái gậy chụp tự sướng. Nếu chúng ta tắt cái điện ở cái cục chống rung này thì cái điện thoại của chúng ta nó quay tít thò lò như thế này. Hoặc là nếu mà vô tình cái cục chống rung này nó hết pin hoặc nó bị hỏng thì làm như thế nào, thì đằng sau là nhà sản xuất đã tính trước cho chúng ta, nó có một cái khóa ngàm này rồi. Ví dụ nó đang xoay như này, các bạn cần nó ở vị trí này, các bạn ấn nó lên là nó đã cố định ở vị trí này rồi, nó không xoay nữa. Rất là hay. Đấy, khi xoay như này, ấn như vị trí này, đó, mở khóa. Đó. Thế là chúng ta sẽ cố định được điện thoại nào một cái vị trí nhất định. Khi mà cái cục chống rung hết pin hoặc là nó bị hỏng thì chúng ta có thể sử dụng như là một cái gậy, một cái giá đỡ. Rất là hay anh em nhỉ. Thì qua cái clip này mình cũng chia sẻ với anh em cái gậy ba chức năng này. Thứ nhất là chống rung, thứ hai là chụp ảnh selfie, và thứ ba là làm cái giá đỡ điện thoại để chúng ta live stream. Rất là ok. Kết nối vào Bluetooth. Rất là ok luôn. Thế anh em vừa mới xem clip trên kênh Sáng Tạo, anh em hãy đăng ký kênh Sáng Tạo để ủng hộ kênh Sáng Tạo nhé. Xin cảm ơn anh em.